Xin chào cả nhà, hôm nay em lên hai chiếc nồi cơm 1 lít 8 này. Chiếc nồi đầu tiên là một chiếc nồi của hãng Panasonic, con này là dòng 1 lít 8 nhé, chỉ dùng nấu được khoảng trên dưới 1 kg gạo. Chiếc nồi này thì công nghệ khá là cao, có cái lối điện thoại này, có 200 độ màn hình đèn LED, có cốc nước bù ẩm. Dòng con này thì rất là mới luôn, cũng là hàng hot, nấu 200 độ nhá. Đây là phần cốc nước bù ẩm này. Xong con này thì đây là hình thức bên ngoài, hơi chảy một xíu. Bên trong lòng nồi thì chị sẽ thấy nó có một cái vết chấm rất là nhỏ ở khu vực đâu rồi. Đây. Đây, vết chấm rất nhỏ nhé. Có một vết chấm siêu nhỏ thôi, con này 1 lít 8 thôi. Con này nó chỉ thiếu chức năng áp suất thôi. Nếu mà có áp suất thì con này chắc phải 8 đến 10 triệu luôn, nhưng mà không có áp suất. Con này anh chị đã mua bán giá 4 triệu 3 nhá. Giá 4 triệu 3 nếu anh chị mua chuyển khoản 100% thì bao ship. Hàng được bao test trong vòng 10 ngày. Con này lòng nó bị chấm một tí mới có giá đó, đó chứ không chấm là phải 6 7 triệu. Chấm một xíu thôi nhá, chấm rất nhỏ. Nồi cơ bản là đẹp. Rồi chiếc nồi thứ hai là chiếc nồi của hãng Tiger, con này là Tiger áp suất 2P, màn hình đèn LED, con này là màn hình màu nhé, màn hình màu đổi màu theo cái từng góc độ nhìn, sản xuất năm 2016 nhỉ. Nồi 1 lít 8, nấu được khoảng 6-8 ngàn trên dưới 1 kg gạo, điểm 100V, công suất là 1350W này. Mình dùng biến áp hay đổi nguồn thì mình dùng 2kVA trở lên, nếu dùng ổn áp thì về 3kVA trở lên giúp em nhé. Con này thì mặt nó có hoa văn, có chức năng nấu cơm cháy. Áp suất 2P này, con này gioăng như mới. Gioăng này sẽ được khoảng trên dưới 95%. Áp suất 2P này. Con này đẹp anh chị ạ, lòng nồi xuất sắc luôn. Lòng nồi con này chắc phải đến 98% luôn, về độ đẹp nó không có một vết, không một dấu luôn. Xong sần anh chị nhé. Con này đẹp từ bên trong đến bên ngoài luôn. 2016 đời khá cao, màn hình đèn LED. Có eco lau vi tiết kiệm điện luôn. Con này cũng có eco lau vi tiết kiệm điện nhé. Con này về rất tiếc là một chấm nhỏ thôi. Con này anh chị nào mua thì em bán anh chị giá 5 triệu nhé. Chuyển khoản 100% này, bao ship toàn quốc. Tất cả hàng là bao test trong vòng 10 ngày. Rồi anh chị nào mua thì vui lòng liên hệ với em. Xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Đây, rất đẹp. À, dòng JBG này. Dòng JBG thế này. Con này Tiger. À, con này 11 lớp anh chị ạ. Con này xoong mạ 11 lớp này. Cái loại lòng nồi mạ 11 lớp là cái loại mạ nhiều nhất của hãng Tiger nhé. Thường thường là 7 lớp, 9 lớp, 5 lớp. Con này mạ đến 11 lớp luôn. Con này bán rồi, nó là bán 5 triệu luôn. Rồi anh chị nào cần liên hệ điện thoại giúp em nhé. Hàng được bao ship nói chung khoảng 100%. Và nếu chị ship code thì vui lòng đặt cọc 500 ngàn trở lên. Khi nhận thì được khi nhận hàng sẽ được kiểm tra trước khi ký nhận nên yên tâm.